Phòng Cảnh sát Ma túy Công an Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án, bắt nhóm người ngoại tỉnh lập hội nhóm kín trên mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy loại cần sa và tem giấy, còn gọi là bùa lưỡi được tẩm chất gây ảo giác, số lượng lớn. Trong số 4 nghi phạm của chuyên án ma túy trên, có 2 người là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng. Người cầm đầu đường dây là PTT, 24 tuổi, tạm trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. T lên mạng xã hội tạo lập một hội nhóm kín và còn tham gia vào hội nhóm khác chuyên mua bán các loại cần sa. Nhận được ma túy, T sẽ tự mình đóng gói, đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng do người khác đứng tên để nhận tiền. Sau khi nhận được tiền của người mua, T đưa ma túy cho các chân rết trong hội nhóm kín của mình để đi giao. Trong số cấp dưới thường xuyên giao ma túy cho T có VTN, 19 tuổi, quê ở Kon Tum, hiện là sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng. Để tạo vỏ bọc đi giao ma túy, Nghĩa lên mạng mua bộ đồ Grab mặc để ngụy trang. Khi thời cơ chín muồi, một tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát Ma túy lập biên bản NTN, 19 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định, về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp đó, một tổ trinh sát khác bắt quả tang VTN khi đang giao ma túy cho TQS, 23 tuổi, hiện là sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng. Tiến hành test, N và S đều dương tính với ma túy. Tại khu vực dãy trọ Kiệt 428 Tôn Đản, tổ trinh sát thứ 3 bắt quả tang PTT khi đang chuẩn bị đi giao ma túy cho con nghiện. T cũng dương tính với ma túy. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án là 450g ma túy, 50 tem giấy, hay còn gọi bùa lưỡi, cùng nhiều vật dụng để cất giấu và phân chia ma túy.